I would like Đức Anh. Okay. Ri. Okay, thank you. Tuấn Duy. Phương dạy nhé. Ba. Tuấn Duy, Ba. đọc bài cho cô Thanh. Y. Tuấn Duy hả? Ok, cô mở Lan Anh. Mở mic lên Lan Anh. Y. Lan Anh ơi, mở mic cho cô nào. Ok, bạn Lan Anh sẽ đọc sau. Cô mời Thái An. Okay. I could like Thành Vinh. À, sorry, Bình Minh. Ơi. Chi. Thầy. X. X. I would like Thảo Nguyên, Nguyễn Thảo Nguyên. D. I. J. J. Not I. You. You. Okay, I would like. Is it an apple? Apple? Mm, apple? Em bông có nghe tiếng con? Có, nhưng mà. Okay, cho mời bạn Nguyên Lâm trả lời cho bông nào. What's this? Pineapple. Yes, pineapple. Okay, I would like Minh Khang. What is it? Chú ý vào vô khoanh ở đâu nha. What is it? Pear. Pear, good job. I would like Nhật Minh. What is it? It's a apple. Just one apple, so it's an apple. Okay, good. I would like Đoàn Ngọc Anh. What is it? Only one. What is it? Mango. Mango, that's right. I would like Lan Anh. What are they? What are they? Here? What are they? Fruit? No, I don't think so. I could lie. What are they? What are they? Pineapple. I don't think so. I could lie. Beaver? What are they? Beaver? Beaver có bị ao không vậy? Beaver còn ở trong lớp mà. What are they? Mở mic lên nào. Oh, don't remember. I could lie. Hami, what are they? Hami. Hami. Don't remember. I could lie. Bảo Quyên. What are they, Bảo Quyên?
grapes. Ah, grapes. Good job. The class repeat. Cả lớp lặp lại cho cô Thành. Grapes. 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 Luôn luôn là số nhiều một chùm nho ha. Grapes. Nào thế. Grapes. So, what is this? Banana. Em gặp lại. Minh Thành. What is this? Grapes. Okay. Nhật Minh. What apple. Is this? What is it? Is it a table? Very good. It is a table. Number two, I would like to know Thảo Nguyên. What is it? Say the whole sentence, nói cả câu. Ngày hôm trước chúng ta học. Is it a table? Nguyên Lâm, Thảo Nguyên có màu gặp con không? Không ạ. Ok. Đọc câu mời Nguyễn Thảo Nguyên. What is it? It is a chair. It is. Đọc lại cho cô Thanh chữ is. Is. Ok. I would like Thái An. What is it? Hi, Anne. This is a crayon. It is a crayon. Okay, so what is it, Ngọc Diệp? Ngọc Diệp. It is a pen. Pencil. That's right. The last one, I would like. Bảo Anh, sorry, Bảo Ngọc Anh, what is it? It is a book. It is a book. Okay. Now, I would like one ask and one answer. Trả lời, câu hỏi bạn Quyên đặt câu hỏi. Bạn Lan Anh trả lời. Bạn Quyên. What is it? Again, what is it? What is it? Okay, Lan Anh. Is it a chair? Okay, phát âm lại cho cô Thanh chữ is. It is a chair. It is chair. No, it is. Chị Y mới có chữ S. It is a chair. I would like Tuyên Lâm. Tuy Vũ. Anh Minh Quyền. Tuyên Lâm, Tuy Vũ. Cô là book. No, bạn Nguyên Lâm đâu, đặt câu hỏi nào, nhanh lên. What is this? Yes, what is it? It is a book. Yes, it is a book. I could like Nhật Minh. Quang Minh. What is this? What is it? Is it's a book. Huh? Yeah. It's a table. Good. I would like Hammy. And I would like Bình Minh. Hammy, Bình Minh. What is it? Crayon. It's a? It's a crayon. Okay. Nguyễn Thảo Nguyên. And Anh. It's a pencil. Là nhanh nào. Okay. And next. What? Thảo Nguyên.
Nguyễn Thảo Nguyễn. D. D. That's right. D. Now next, tập thứ hai. Ngọc Anh. Ngọc Anh. E. E. That's right. Các con ơi, mở mic nhanh là bài này cho con nào. Lan Anh. Lan Anh, what's next? Easy. Z. No, I don't think so. E. E. À, cái Lan Nhật Minh. E. Cô ở dưới ở trên à cô? Đây nè, cô đang để như vậy thì các con mới nhìn thấy. E. F. 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 That's right. Now, next, I would like Bảo Quyên. H. H. That's right, sorry. H. Now, next, Quyên Lâm. G. Wow, I don't think so. I would like Khang. I. That's right. Bình Minh. Bình Minh. Rồi. Now again. One. Three. One. 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 Two. 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 Three. Three. Now again. Three. 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 Four. Four. Quang Minh. Đúng. Và câu mà
Nào nghe không? Các anh ơi, có nghe cô Thanh bảo con làm gì không? Ready? One. Chích ra Thảo Nguyên. Thưa. Con Minh đâu nhỉ? Con thưa. Con đâu nhỉ? Con thưa cô là once. Con ơi, con xem cả màn hình cho cô chứ. Three. Minh người con Minh ơi, con nghe cô Thanh đang nói mình làm gì không? Con có. Vậy Thanh công cụ của con đâu? Con nghe bạn Nguyên Lâm đọc bài không? À, chúng ta làm lại cho cô. Lần sau ngồi trong lớp không tập trung là con nào đang ngoài đó. Được, Lê Lâm đọc số cho cô. Bạn hết sức khó khăn, không cần theo thứ tự con nha. Lê Lâm. Quan. Đâu, khoanh cho cô nào Thảo Nguyên. Quan Lâm nào, Quan đã, Quan Minh đâu, Quan đâu. Cô chưa thấy bạn nào. Đấy, em bị sáng nước rồi. Ok, ừ, nghe bạn nói chung chưa? Không nghe. Three. Good. Four. Five. That's right. Các con làm rất là tốt. Nào, next. Câu mời bạn là Đoàn Ngọc Anh đọc số. Câu mời Lan Anh. Câu mời là Tuấn Duy. Nào, good. Đừng đọc theo số thứ tự. Ngọc Anh ơi, các bạn nói cho mình quanh tròng của bạn để cho hai bạn quanh. Again. Câu mời bạn là Tuấn Duy và bạn là đúng không? Còn lại là bạn Ngọc Anh đọc số cho cô Thanh thôi. Thanh đọc theo thứ tự con nhá. Nào. Ngọc Anh. One. Ngọc Anh. Bạn đọc one giờ. One. Thank you. Thanh rồi. Thanh to này. Không có được. Còn một bạn nữa là bạn nào á? Lan Anh ơi, Lan đó. Lan Anh sử dụng thanh công cụ khoanh lên màn hình cho cô nhá. One. Ngọc Anh đang có thanh công cụ. Ok. Rồi, Ngọc Anh tiếp. Ngọc Anh đặt số cho bạn nào. Tiếp. Đi ta về số chỉ cho anh hả? Mở tiếng đâu. Ngọc Anh ơi, con đọc to lên để cho các bạn bằng nghe. Con đọc số các bạn mới biết. Đọc cỡ gì á? Bạn Đoàn Ngọc Anh bảo em đi ra cho cô. Cô đang mời bạn Anh Minh đọc số cho cô để cho các bạn làm. Nhanh. Sao thì Thành Vinh. One. Ok. Next, Thành Vinh. Two. Bình Minh kìa. Two đâu? À, next. Three. Nhanh nhanh. Four. Oh yeah. Four. Nhanh nhé. Five. Cô em nhìn thấy gì?
Rồi, cả lớp lắng nghe. Five. Để ông màn hình cô. Five. Yeah. Five. Nào cô mời bạn Okay. Hồi nãy bạn Quyên vẫn là number one. Bây giờ cô Thanh mời number two. Cô mời bạn Nhật Minh nào number two? Con được cô là number two là three. Three. Nói cho cô Thanh nào three. Không có màu mà cô. Ok. À, cô nói cho con. Đó. Nào, number 3. Cô mời Thảo Nguyên. Number 3. Nói cho cô. Thảo Nguyên. Nguyên Lâm ơi. Cô mời Nguyên Lâm ra ngoài đi vào nha. Thảo Nguyên. Nói cho cô number 3. Number 3 là câu này cơ mà Thảo Nguyên. Okay. Now number four. Cô mời Tuấn Duy number four. Thành Vinh nè. Thành Vinh number 1. Quá number. Number 2. Đây. Đây cơ mà con. Thành Vinh. Quá. Number. Em nó có đầu 1 rồi. Ủa con nhìn ở đâu ra number 1 nó Thành Vinh? Phải tiếng bạn Thành Vinh không? Number gì đấy Thành Vinh? Rất là nhiều bạn biết mà bây giờ Thành Vinh đọc cho cô number 1 hả? Number gì? Bạn nào đang sử dụng màn hình của cô? Cô Thanh hỏi bạn Thành Vinh cái này, chữ này đọc là gì? Vâng, vậy mà nãy giờ number 1 giỏi ha. Như vậy
bây giờ cô đang cho phép con được tô màu chưa? Nào, nào, tô màu giúp cô coi nào. Rồi, câu số 2, xem nào nè. Quyên. Number? Number 4. Number 4, ok, your color. 3. Number 3. Cô mời bạn Phan Minh. Number? Number? Quân thưa cô là number 3. Đây cơ mà. Number? Number 4. Cô mời Bình Minh nè. Number? Bình Minh. Bình Minh. Five. Number five. Now color. Bạn nào nói được thì cô đánh cho thay nào. Now. Next. Anh Xuân Lan, Ngọc Anh. Number. Cô hỏi các bạn. Nói đi. Number three. Number three. Okay. Three candies. Nào, em Lan Anh, number? Lan Anh? Number one. Number one, đúng rồi. Sử dụng danh sách sử dụng phẩm ảnh tô màu cho cô, không cần tô đẹp đâu. Tô đúng số lượng cho cô nào, nhưng ra để cô xem cho đúng không nào. Ok, Lan Anh gì mà quẹt cái xấu thế hả? Nhanh nhanh, quýt này. Nào, number four của ai? Câu số 2 của ai? Đây là cô đang không biết tô màu nhỉ? Câu số 3 đúng rồi đó. Còn đẹp như vậy không cần đẹp đâu. Ngọc Anh đâu? Câu số 4 đâu Ngọc Anh? Để chúng ta phân tán. Đúng rồi. Cô chỉ cần thấy màu là được. Ok. Ngọc Anh ơi không cần đẹp. Ừ đấy. Phải như vậy cũng được. Không biết là được rồi. Nào let's count. Chúng ta cùng đếm coi các bạn mình tô đúng chưa nào. Cô nhìn sơ sơ là cô đã thấy. Cô nhanh lên. Nào. Ok. Đó, Ngọc Anh ơi, con đang sao nữa hả? Ngọc Anh ơi, đủ chưa? Không phải. Không phải đâu cô. Không phải thì là làm sao? Tự nhiên con đang vẽ thì nó lại cứ nhìn thấy tôi. Ok. Đó, con chỉ cần như vậy được rồi. Cho con biết là đủ số lượng hay. Câu số 3 của ai tô chưa tô kìa? Bạn bạn Vinh ơi, bạn Vinh vẽ cái gì vào hình của các bạn mình vậy? Hả Vinh? Vinh ơi, vẽ cái gì đó? Cô vẽ cô có tên này. Nó thành tên của con nè. Ok, nào chúng ta cùng đến nha, cùng kiểm tra cho cô nào. Number 1, 2, 1. That's right. Now four now. One, two. The last one is four now. Three, four. Good job. Câu số 3 của bạn nào làm đúng nhỉ? Ai làm câu số 3 làm lại cho cô nào? Number four. One, two, three. Làm rất là khác. And number five, bạn Lan Anh làm rất là gọn gàng. One, okay. Câu số 3 của con.